Các bạn đang lắng nghe tại Thanh Tuấn Du Ký Podcast, nơi mà mình sẽ chia sẻ về những cuộc hành trình về du lịch và những trải nghiệm trong cuộc sống. Thông qua những cái chủ đề mà mình sẽ chia sẻ trong tương lai thì mình mong những câu chuyện này sẽ giúp bạn có được cái tính giải trí trong những cuộc hành trình và có được một số sự chữa lành thông qua những câu chuyện mà mình sẽ kể trong tương lai. Còn một tuần nữa là tới Tết rồi đúng không? Thời gian trôi nhanh thật ý chứ. Mới đây mà Tết Tây vừa mới xong thì bây giờ Tết ta lại đến rồi. Hoa mai, hoa đào thì cũng bắt đầu nở rồi. Mọi thứ rất là tươi đẹp và tươi sáng đúng không? Nhìn đi đâu đâu cũng hoa, đâu đâu cũng chợ đêm, đâu đâu cũng hội chợ. Mọi người dắt tay nhau vui đùa, nhìn mà hạnh phúc, nhìn mà vui. Nhưng mà các bạn có bao giờ suy nghĩ về một cái chủ đề mà nó hơi tình cảm một tí không? Thì cái chủ đề của mình hôm nay á, thì mình sẽ nói về là tại sao chúng ta lại cảm thấy lo lắng và sợ hãi khi mà đối diện với việc nói ra những cảm xúc của mình, và điều gì mà làm cho việc tỏ tình nó trở nên khó khăn đối với rất là nhiều người. Bây giờ nè, các bạn có bao giờ đã ngẫm nghĩ thử là tại sao chưa? Bây giờ bạn hãy dành một chút thời gian đi, suy nghĩ trong đầu và viết ra cái comment của bạn trên đây và cho mình biết cái lý do tại sao nó lại như vậy nhé. Và nếu được á, thì các bạn cho mình thêm cái cách giải quyết để có thể chủ động giải quyết triệt để cái vấn đề này mà các bạn không nên chọn bỏ lỡ khi mà tỏ tình một ai đó. Thật ra thì á, sẽ có rất là nhiều nguyên nhân và lý do để mà giải thích cho cái việc này. Thì mỗi người sẽ có một cái lý do và nguyên nhân khác nhau. Người thì sẽ sợ bị từ chối, sợ quê. Bởi vì khi bạn đã dùng hết một cái dũng khí của chính mình để mà nói ra cái suy nghĩ trong lòng mình, và cái mình nhận được á, là một cái sự từ chối á, thì bạn sẽ rất là ngại ngùng và đỏ. Đôi khi là bạn còn thấy bị quê quê đúng không? Nếu mà kiểu nói chuyện trước một nhóm bạn đông người chẳng hạn thì bạn sẽ có cảm giác bị quê quê á. Vì sợ bị từ chối thì vốn xuất hiện trong đầu khi mà bạn đã có một cái sự do dự rồi. Thì khi bạn nói ra là bạn đã do dự coi là có nên hay không rồi. Thì cái việc sợ bị từ chối vốn rất là bình thường. Chưa kể là họ sợ bị từ chối là chỉ vì sợ bị mất mối quan hệ, mà còn sợ hoặc là sợ bất kỳ những lý do nào khác diễn ra xung quanh đó nữa. Và đây cũng là một cái tình trạng tâm lý khá là bình thường khi mà bạn đang lo lắng một điều gì đó và sẽ luôn sinh ra nhiều điều bất thường, và từ đó sẽ tác động lên tâm lý và cảm xúc của bạn, làm cho bạn phải do dự và không quyết định được là nên hay không. Cho nên á, thì bạn hãy cố gắng mà cứ nói ra thôi. Đừng ngại là sẽ mất mối quan hệ hay gì, mà mình nghĩ chuyện đó không xảy ra đâu. Nếu có thì mình nghĩ chắc là họ sẽ giữ khoảng cách thôi, hoặc là họ sẽ nói thẳng là cảm xúc của họ không có đối với bạn, thì mình sẽ nghĩ là vẫn sẽ giữ được, không đến mức mà phải bị kết thúc đâu. Mình thì mình tin là mình tin như vậy. Còn lý do khác á, thì người thì không đủ can đảm, bị từ chối quá nhiều. Người thì lo rằng sẽ mất đi một mối quan hệ, sẽ chẳng còn một cái tình bạn như là bây giờ mà cả hai đang có. Thì bởi vì hai người cũng đã là bạn bè rất là lâu rồi đúng không? Từ thời đi học sinh cho lên đến đại học, hoặc là đã chơi chung với nhau mấy năm trời, có khi hiểu nhau luôn, tính cách của họ ra sao, họ sống như thế nào bạn biết rất rõ. Vậy nên á, nếu mà tỏ tình thì họ mà không đồng ý á, thì họ phải suy nghĩ coi là mối quan hệ này có nên giữ hay không, và giữ khoảng cách với mình như thế nào. Khi đó từ một cặp đôi bạn bè đi đâu làm gì cũng có nhau, thì bây giờ thành hai người đi với nhau rất là e thẹn đúng không? Đi với nhau cũng không dám lại gần, cũng không dám nói gì sâu xa, rồi xong rồi im, rồi giữ khoảng cách, rồi xong từ đó tách nhau hoàn toàn luôn. Thì nó cũng như ở trên thôi, thì nó cũng là một cái cảm giác mà bạn bị lo sợ khi mà bạn tỏ tình đúng không? Bạn luôn trong đầu bạn nghĩ là nếu mà tỏ tình sẽ xảy ra như vậy, cho nên bạn sẽ không dám, bạn e thẹn. Thì đây là cái tâm lý cũng khá là gọi là bình thường khi mà xảy ra khi mà bạn tỏ tình. Giống như mình ngày xưa mình đi tỏ tình, mình cũng suy nghĩ đắn đo về cái vấn đề này lắm. Thì còn một lý do khác nữa, thì có người tự ti về bản thân mình, sợ là mất đi tương lai, hoặc là chỉ là mới thích thôi, cũng chưa hẳn là yêu lắm, cho nên là cái yêu nó cũng không đủ mạnh, cho nên là cũng không cần phải chủ động. Vì họ cũng đang luôn có một cái câu hỏi cho chính trái tim của mình là bản thân mình có thật sự thích hay không, hay là chỉ là có đủ yêu họ nhiều hay không, hay chỉ đơn giản là rung động tạm thời thôi, rồi từ từ nó cũng sẽ qua và bạn cũng sẽ không còn thích họ nữa. Và bạn cũng e sợ rằng là bản thân mình cũng không đủ xinh xắn và hoàn hảo để có thể bạn ấy chọn mình là người đồng hành
cho cuộc hành trình tiếp theo của họ. Thì chính cái sự tự ti này đã làm cho bạn trở nên lo lắng khá là nhiều và sinh ra nhiều cái suy nghĩ khác nhau và có hơi một chút tiêu cực, khiến bạn mất đi lòng can đảm đó để mà nói ra cái cảm xúc của chính mình, để thổ lộ với người ta, để nói thẳng ra là mình thích bạn nhưng mà mình chỉ sợ là mình không đủ tài giỏi như những bạn nữ khác, mình cũng không đủ xinh xắn như một số bạn nữ trong lớp của mình, hoặc là những bạn nữ xung quanh luôn chơi xung quanh bạn, mình cũng không đủ cái khả năng đó. Cho nên là cái sự tự ti của mình nó khiến mình bị buồn, bị lo lắng, thì mình không biết là mình có nên tỏ tình hay không. Nó giống như vậy ấy, bạn rất là e thẹn và e ngại và tự ti về chính mình. Và cái sự tự ti này rất là tiêu cực nha các bạn, rất là nguy hiểm luôn ấy. Bởi vì nếu mà các bạn tự ti quá nhiều mà các bạn không cho mình một cái sự cố gắng, hoặc là bạn chỉ cần mà hỏi họ là bản thân mình có đủ xinh xắn chưa hay gì đó, hay là bạn hỏi một người bạn hay là một bất kỳ người nào, bạn hỏi thử bản thân mình có đủ xinh xắn chưa, bản thân mình có đủ tốt hay chưa, cũng có điểm nào tốt hay không. Đôi khi người ngoài á, họ sẽ có nhìn một cái nhìn khách quan hơn là một cái người trong cuộc. Cho nên là bạn hỏi người ngoài cũng được, một người bạn bình thường thôi, không cần phải là bản thân đâu. Bạn hỏi thử coi là bạn như vậy đủ chưa, không cần phải so sánh bất cứ ai cả. Bởi vì mình nói thật luôn, mỗi người là một cá thể khác nhau. Và khi các bạn tỏ tình hay là khi các bạn làm quen một ai đó thì cái nét đẹp của mỗi người là khác nhau. Ví dụ là nét đẹp xinh khác, mà nét đẹp đẹp như hoa hậu hay là đẹp bình thường nó sẽ là khác. Dễ thương nó cũng là khác nữa. Cho nên là mỗi người nó sẽ mang một cái vẻ đẹp khác nhau mà chúng ta không ai giống ai cả. Cho nên là tùy quan điểm và cảm nhận mỗi người. Có những người mình thấy nhan sắc cũng không phải gọi là quá xuất sắc, nhưng mà họ vẫn được người yêu yêu thương quan tâm rất là nhiều. Ví dụ bạn hay hỏi cái câu mà giờ mình cưới hoa hậu được hay không á, giờ giữa hoa hậu và người bình thường mà sẽ chọn ai, đúng không? Dĩ nhiên ai cũng chọn hoa hậu rồi, đúng không? Hoa hậu đẹp ơi là đẹp, nhưng có người ta không chọn những người đẹp cỡ hoa hậu, người ta chọn những người bình thường thôi. Bởi vì đối với họ, người như vậy đã là tuyệt vời nhất trong cuộc đời họ rồi. Cho nên là cái quan điểm về tình yêu, về sắc đẹp đó, nó là một quan điểm rất là khó nói. Và bởi vì mỗi người mỗi quan điểm mà, không ai giống ai cả. Cho nên là bạn đừng có suy nghĩ quá nhiều về cái chuyện này. Bởi vì chính cái sự tự ti đó mới khiến bạn trở nên rụt rè và không có cái sự can đảm để mà nói ra cái suy nghĩ của mình. Còn có người á thì cho rằng là cái gì, không chủ động là một cái dạng may mắn. Vì khi sợ quen rồi á thì nhiều điều không tốt sẽ xảy ra. Họ sẽ có nhiều cái tính cách và cái tật xấu khi mà quen. Rồi lỡ mà bạn này ngoại tình hay là lừa dối mình thì sao? Thật ra thì đây là một cái dạng overthinking. Thì khi bạn nghĩ ra những cái câu chuyện và chưa chắc nó đã xảy ra, đúng không? Bởi vì bạn nghĩ là cái chuyện tình cảm này khi mà bạn quen vô thì sợ cậu ta ngoại tình, cậu ta quen được mình vài ba tháng xong cậu ta chia tay mình, quen được một người mới chẳng hạn, giống kiểu chat boy vậy đấy, rồi cậu ấy kiểu đánh đập mình chẳng hạn. Thật ra thì cái dạng mà overthinking như thế này á, thật sự có rất là nhiều chứ không phải là ít đâu. Nhưng mà đôi khi các bạn nghĩ đơn giản thôi, các bạn phải quen cái đó, đúng không? Nếu mà chưa quen thì có thể tìm hiểu, tức là chưa bước vào mối quan hệ chính thức thì các bạn có thể cho một cái thời gian để chúng ta tìm hiểu nhau. Nếu thật sự bạn này lòi ra những cái tật xấu nó không được như bạn muốn thì ok, thì cái việc tìm hiểu này coi như chấm dứt, đúng không? Thì các bạn sẽ rút đi cái tình cảm của mình và giữ một cái tình cảm đó cho một cái người mà bạn cảm thấy nó hợp hơn, nó phù hợp hơn với bạn hơn, nó ổn hơn. Cho nên là đừng nghĩ quá nhiều, cứ thử đi, cứ quen đi. Chưa quen làm sao biết họ tốt hay không, đúng không? Nếu họ xấu thì bạn có thể rời đi, còn nếu họ tốt thì coi như bạn quá may mắn khi mà chọn được một người quá tuyệt vời như vậy. Nhưng mà bạn có bao giờ hối hận khi mà bạn bỏ lỡ mà không chủ động chưa? Ngày xưa á, cái thời của mình á, thì mình cũng từng thích một bạn cùng lớp, thích từ lớp 6 tới lớp 8 luôn. Trời ơi, thích thầm luôn á. Khi mà mình mới vô lớp 8 á, mình viết thư tỏ tình, mình gửi trong cái hộp bàn của bạn đó. Rồi xong từ đó về sau là bạn có bơ mình luôn. Không nói, không rằng, không gì hết. Rồi cái vào cái ngày sinh nhật của bạn đó, thì mình được bạn ấy mời tham dự thì mình cũng tham gia. Rồi mình cũng hỏi nhiều người xung quanh, hỏi là bạn ấy có thích mình hay không hay là gì đó. Thì câu trả lời mình nhận được á, thì mình thấy mình biết thì mình không phải là gu của bạn ấy.
Cho nên là tụi mình cũng không còn giữ một cái mối quan hệ bạn bè lâu dài được. Tối đó tụi mình chỉ là bạn thôi, chứ không phải là bạn thân hay gì cả. Chỉ là bạn bè thôi. Thì tụi mình sau cái đợt tỏ tình đó và sau cái đợt gọi là phũ phàng ấy thì mình cũng dần xa rời cái mối quan hệ đó, rồi từ từ tụi mình cũng không còn liên lạc gì với nhau nữa. Nhưng mà từ đó mình cũng nhận ra rằng á, nếu mình thật sự thích một ai đó hoặc là yêu một ai đó thì mình cũng nên dành một thời gian để mà theo dõi về tính cách, để xem rằng coi là liệu có đúng là mình thật sự thích một người như thế này hay không, hay chỉ là những rung động nhất thời mà thôi. Bởi vì có người á sẽ thích một người ngay ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn, mà bỏ qua mọi thứ về cái tính cách của một người, coi là họ xấu tốt hay gì đó mình cứ mặc kệ. Còn có người á sẽ thích một người sau một khoảng thời gian mà các bạn chơi chung với nhau, biết và hiểu nhau nhiều sau những cái lần chơi chung va chạm đó với nhau, hoặc là có những cái lý do gì đó khác nhau. Nhưng mà sau tất cả, nếu thật sự bạn thích một người thì hãy nói, thì hãy chủ động đi, nói thẳng ra cái suy nghĩ, tình cảm và trái tim của mình, bỏ qua hết tất cả các lý do trên mà đi chủ động đi, dù bạn là nam hay nữ. Nếu là nam á thì bạn hãy mạnh dạn mà tỏ tình đi. Biết tại sao không? Bởi vì á, khi mà bạn nói ra cảm xúc suy nghĩ của mình á bằng những cái hành động cụ thể, có thể là bạn sẽ hài hước trong cách nói chuyện, hành động hay gì đó, một chút lãng mạn, một chút sự nam tính. Không, thật ra là con trai là phải nam tính rồi, không có một chút nữa. Nhưng á, cái điều đó có thể là một cái điểm cộng, khiến cho bạn nữ thấy bạn là một cái con người có gì đó thú vị, mà bạn đang cố gắng và chinh phục và tán tỉnh cái bạn nữ đó. Chưa kể nha, thì các bạn nữ cũng thích, rất là thích một bạn nam rất là can đảm và mạnh mẽ, khi mà dám nói ra cái suy nghĩ của mình, dám nói dám làm mà không giấu bất kỳ điều gì, và tạo ra những cái sự bất ngờ cho bạn ấy, để bạn ấy có thể gọi là bị rung động vào thời điểm đó. Cái sự bất ngờ nó hay lắm bạn. Cái sự rất bất ngờ đôi khi á nó khiến cho một ai đó tự nhiên trở nên thích bạn một cách bất chợt. Nhưng nếu bạn duy trì cái tình trạng đó hoài á thì họ sẽ rất là thích bạn và rất là yêu bạn luôn ấy, thật sự. Còn nếu bạn là nữ á thì bạn cũng có thể tỏ tình với bạn nam mà. Nói ra cảm xúc trong trái tim của bạn đi. Đừng có nghĩ á là nữ mà chủ động là mất giá, hạ thấp bản thân. Thì bởi vì á đúng là con trai tụi mình là những con người thích đi chinh phục những cô gái. Nhưng mà không đồng nghĩa với việc là bạn nữ nào tỏ tình là tụi mình sẽ từ chối hết, đúng không? Bởi vì con trai ngày nay á họ đã tri thức hơn ngày xưa rồi, họ đã hiểu rằng á nam nữ bây giờ là bình đẳng rồi, bởi vì họ có thể làm những cái công việc của nhau. Không có thì không có lý do gì mà khi bạn nữ tỏ tình thì tụi mình lại từ chối cả. Mà những bạn nam á thì còn thấy vấn đề là gì? Là các bạn nữ này cũng rất là cá tính, bởi vì dám nói lên cái chuyện mà chưa chắc các bạn nữ khác đã dám làm, đặc biệt là tỏ tình. Bởi vì đó là một cái loại can đảm mà bạn nữ phải dùng nhiều năng lượng hơn và tâm trí của mình để mà nói ra, rất là khó nha và tốn rất là nhiều năng lượng luôn á, nên là chuyện này sẽ mà không có dễ dàng gì đâu. Mình rất là tôn trọng những bạn nữ như thế này, bởi vì đôi khi á mấy bạn nữ cá tính này á thì các bạn phải dùng tiêu hao nhiều năng lượng hơn bạn nam, bởi vì bạn nam á phải đơn giản thích thì sẽ nói, đúng không? Chỉ có suy nghĩ là cách nào để tiếp cận thôi. Còn bạn nữ là họ phải nghĩ ra đủ thứ kế hoạch để mà tỏ tình một bạn nam. Giống như kiểu khi mà tỏ tình là phải một cái gì đó ấn tượng, một cái gì đó sâu sắc. Cho nên là bạn nữ là bạn ấy cũng khá là cầu kỳ, cũng và cũng khá là gọi là làm ra những cái điều mà khiến cho bạn nam phải rung động vì mình. Cho nên là mình rất là nể và can đảm và tôn trọng những bạn nữ rất là mạnh dạn khi nói lên cái suy nghĩ của mình, nói lên cái cảm xúc trong trái tim của mình. Và điều đó thật sự là không dễ đối với một bạn nữ nha. Nhưng mà nếu thành công á thì mình xin chúc mừng các bạn nha. Bởi vì các bạn hãy trân trọng và cố gắng gìn giữ cái tình cảm này đi. Bởi vì tương lai thì chúng ta không biết chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng mà hãy cứ trân trọng cái hiện tại đi. Quan tâm và lo lắng. Biến những cái khó khăn á thành động lực. Biến thử thách thành sức mạnh. Và biến những thứ đó làm năng lượng để bạn vượt qua những cái gian nan trong cuộc sống, để cho cái tình cảm của các bạn á trở nên nó vững bền hơn và cho nhau một cái happy ending cuối cùng. Còn nếu bạn thất bại thì không sao cả, bạn đừng có buồn và đừng có suy nghĩ những cái gì đó nó tiêu cực. Bởi vì á
bạn đã hơn những người khác một điều là gì? Bạn đã dám làm, dám nói ra cái cảm xúc của chính mình. Và nhiều bạn cho rằng yêu đơn phương á, mà không dám chủ động là một điều tuyệt vời. Bởi vì á, khi mà thấy được người mình yêu hạnh phúc á, thì mình cũng hạnh phúc. Nhưng mà mình thừa biết là trong thâm tâm của các bạn á, các bạn cũng muốn bản thân mình là người sẽ mang lại hạnh phúc cho người đó, chứ không phải là một ai khác. Lúc đó mình, bản thân bạn và bản thân bạn cũng sẽ hạnh phúc hơn, và họ cũng vậy, đúng không? Vậy thì nếu yêu đơn phương như một khoảng thời gian, xong ngồi nhìn lại, xong bạn sẽ nói, giá mà mình tỏ tình trước thì sẽ tốt rồi, đúng không? Giá mà mình cố gắng chủ động thì có thể đây là một cái tập đôi hạnh phúc nhất rồi. Giá mà. Và bạn ngồi đó suy nghĩ về những cái tiếc nuối của mình, và biết rằng ngày xưa mình mà tỏ tình thì có khi là thành công rồi, đúng không? Nếu bạn đã bỏ lỡ rồi thì thôi đi. Bây giờ nè, hãy cố gắng lên. Hãy đứng dậy mà tỏ tình với cái người hiện tại bạn đang nghĩ đến đi. Cứ nói ra đi. Bởi vì nếu được thì hãy chủ động. Nói ra thất bại á thì sẽ buồn một chút, nhưng sau này bạn sẽ quên, và bạn sẽ không có bị buồn nhiều, và dùng nó làm động lực cho những cái tình cảm khác, mà bạn sẽ không có tồn tại bất kỳ điều gì tiếc nuối. Và nếu có thì mình tin á là nó sẽ không có nghiêm trọng. Đặc biệt là bạn sẽ không phải nói một câu mà khiến bạn day dứt và rất là khó chịu cho về sau. Đó là câu giá mà. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast của mình. Hy vọng tập này sẽ mình sẽ nói lên cái góc nhìn và suy nghĩ của mình về cái quan điểm mà tại sao chúng ta lại bỏ lỡ mà không chủ động, đúng không? Lý do thì rất nhiều, nhưng mà mình mong là các bạn hãy cố gắng mà chủ động. Bởi vì sự can đảm không phải ai cũng có. Và nếu bạn can đảm khi tỏ tình thì mình nghĩ trong công việc hay cuộc sống bình thường thì cái sự can đảm rất là cần thiết. Và bạn khi bạn tỏ thành công á, thì cái sự can đảm nó sẽ áp dụng rất nhiều trong nhiều lĩnh vực khác nhau, mà mình mong là bạn sẽ dùng nó đúng chỗ. Chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp các bạn vào những cái tập podcast tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Thanh Tuấn Du Ký.